Một người niệm Phật không thể nào bị quan gia trái chủ làm chướng ngại được, bởi vì chúng ta niệm Phật, trên người sẽ phát ra Phật quang, quan gia trái chủ không cách nào chướng ngại được và cũng sẽ không chướng ngại đâu. 58. Người không niệm Phật sẽ theo phiền não và tập khí mà khởi tâm động niệm, như vậy sẽ khiến cho họ thân tâm nặng đề, tâm trạng không vui. Niệm Phật không những có thể mở mang trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mà còn dứt trừ vọng tưởng tạp niệm, cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng an lạc. Niệm Phật lâu ngày vì có sự lĩnh hội của tịch tỉnh, là tâm ý lắng động, chí tánh an nhàn, dứt bặt động niệm, khí chất, cá tính, thói quen, sự vui chơi của con người sẽ thay đổi. Một người vốn dĩ nóng nảy, bợp chợp, dễ sanh tâm so đo, tranh chấp với người khác, cá tính sẽ thay đổi, xem nhẹ thị phi đúng sai ở thế gian. Cho nên niệm Phật không những không tốn hao gì cả, mà còn thu được nhiều điều lợi ích. 59. Niệm Phật không những